Thưa quý vị, việc nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã đặt ra câu hỏi khó cho Thụy Điển về việc liệu nước này có thể đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân khi gia nhập một liên minh quân sự hay không. Bởi trong hai thế kỷ qua, Thụy Điển đã lựa chọn đứng ngoài các liên minh quân sự. Quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO đã chấm dứt điều đó và làm thay đổi cơ bản tình hình an ninh của quốc gia Bắc Âu. Điều đó cũng thách thức khái niệm trung lập, vốn là trụ cột trong bản sắc dân tộc của Thụy Điển trong nhiều năm qua. Tuần trước, Thụy Điển cùng với nước láng giềng Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Trước đó, Thụy Điển đã không tham gia vào cuộc chiến nào trong hai thế kỷ. Chính sách không liên kết bắt nguồn từ quan điểm rằng nước này có thể đóng vai trò hàng đầu trong việc xây dựng hòa bình và giải trừ quân bị nếu vẫn trung lập trong các cuộc xung đột toàn cầu. Đối với nhiều người dân, tính trung lập tạo thành một giá trị đạo đức và có tác động về mặt cảm xúc, khiến việc gia nhập NATO của Thụy Điển gây tranh cãi hơn so với ở Phần Lan. Trong cuộc thăm dò mới nhất, 58% người Thụy Điển ủng hộ nước này gia nhập NATO, tăng so với 37% hồi tháng 1. Nền trung lập của Thụy Điển vốn được duy trì trong lịch sử của đất nước này. Người Thụy Điển là những người theo chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa quốc tế. Một phần là do chúng tôi đã gặp may trong thế kỷ 20. Chúng tôi không có chiến tranh và nền kinh tế của chúng tôi ít nhiều đã phát triển vượt bậc. Điều đó đã khiến người Thụy Điển cảm thấy yên tâm. Tính trung lập đã gắn liền với bản sắc dân tộc và quan niệm về việc Thụy Điển có thể là một lực lượng vì điều tốt đẹp trên thế giới. Thụy Điển đã xây dựng một ngành công nghiệp vũ khí lớn mạnh, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Với dân số 10 triệu người, quốc gia này là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 13 trên thế giới. Ngày nay, Thụy Điển chi khoảng 1,3% GDP cho quốc phòng. Chính phủ Thụy Điển gần đây đã công bố mức tăng chi tiêu quân sự lớn nhất của nước này trong 7 thập kỷ. Giới chức cho biết, nước này có thể đạt ngưỡng chi tiêu quân sự 2% vào năm 2030, cao hơn nhiều thành viên NATO hiện tại. Đối với một số người Thụy Điển, việc gia nhập NATO sẽ chỉ chính thức hóa thực tế rằng nước này trong nhiều thập kỷ đã trở nên gắn bó chặt chẽ hơn với NATO. Trong khi đó, những người phản đối việc trở thành thành viên NATO lại đang tiếc nuối rằng một lịch sử về sự trung lập đã không còn tồn tại. Trong khi đó, những người khác lại cho rằng việc gia nhập NATO sẽ hạn chế sự độc lập của Thụy Điển trong chính sách đối ngoại và buộc nước này phải tuân theo các chuẩn mực giữa các cường quốc lớn hơn. Sẽ rất khó để Thụy Điển thể hiện tiếng nói về việc xây dựng hòa bình và giải trừ quân bị với tư cách là thành viên NATO. Thụy Điển có thể mất một chút độc lập trong NATO. Thủ tướng Magdalena Andersson cũng đã tìm cách trấn an người Thụy Điển rằng đất nước sẽ không mất quyền tự chủ. Chúng ta từ lâu đã là tiếng nói mạnh mẽ cho việc giải trừ quân bị, hòa bình, tự do, nhân quyền, chống lại áp bức. Chúng ta cũng sẽ mang theo điều đó bên mình trong tương lai. Bên cạnh đó, một trở ngại nữa đối với việc Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO. Đó là Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Phần Lan và Thụy Điển chứa chấp tài trợ và cung cấp vũ khí cho các nhóm bị Ankara liệt vào danh sách phần tử khủng bố và phản đối gay gắt đơn xin gia nhập NATO của hai quốc gia này. Như vậy, Thụy Điển đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực khi quyết định xin gia nhập NATO trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang đặt ra những thách thức mới với an ninh châu Âu. Thưa quý vị, chiều nay 24 tháng 5, hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ đã bế mạc ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo bốn nước gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ đã ra tuyên bố chung tái khẳng định ủng hộ một cách kiên định đối với sự đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, cũng như việc triển khai trên thực tế tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ đã hoan nghênh thông báo chung của Liên minh châu Âu về chiến lược của EU trong hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà khối này công bố hồi tháng 9 năm ngoái. Các bên cũng ủng hộ việc tôn trọng triệt để luật pháp quốc tế, nhất là những nội dung được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 và ủng hộ việc duy trì tự do hàng hải và hàng không nhằm đối phó với các thách thức đối với trật tự dựa trên các quy tắc hàng hải, trong đó có ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuyên bố chung của hội nghị nêu rõ nhóm bộ tứ ủng hộ mạnh mẽ các nguyên tắc tự do, thượng tôn pháp luật, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp mà không dùng sự đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phản đối bất cứ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, tự do hàng hải và tự do hàng không. Tất cả các nguyên tắc này cực kỳ quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cho cả thế giới. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Liên minh châu Âu, EU và Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nước sản xuất dầu mỏ và khí đốt tăng sản lượng nhằm giúp giảm giá nhiên liệu toàn cầu.
Thủ tướng Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng nguồn cung khí đốt, nhiên liệu, tất cả những điều kiện cần thiết để các nước có thể thanh toán chi phí. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã cảnh báo xung đột tại Ukraine có thể gây ra cú sốc nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Theo IEA, sau khi giảm 1 triệu thùng một ngày trong tháng 4, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu có thể giảm đến 3 triệu thùng một ngày trong nửa cuối năm nay. Hiện Mỹ và một số nước giàu có đã quyết định trích kho dự trữ khẩn cấp để giúp bình ổn giá dầu thế giới. Trong động thái liên quan, ngày 23 tháng 5, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết Riyadh hy vọng đạt được một thỏa thuận mới với Tổ chức nước xuất khẩu dầu mỏ và các nhà sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC Cộng, đồng thời khẳng định OPEC Cộng sẵn sàng tăng sản lượng nếu các thị trường có nhu cầu. Bộ Năng lượng Sri Lanka cho biết nội các của nước này đã phê duyệt mức giá nhiên liệu mới để ngăn chặn tình trạng thua lỗ nặng nề của công ty dầu khí quốc doanh. Theo đó, thì giá các loại nhiên liệu được điều chỉnh tăng từ 35 đến 38%. Giá dầu diesel, loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến ở các phương tiện giao thông công cộng tại Sri Lanka, đã được điều chỉnh tăng thêm 38% từ mức 289 rupee tương đương 0,8 đô la Mỹ lên 400 rupee một lít, trong khi giá xăng tăng từ 338 rupee lên 420 rupee một lít. Như vậy, giá dầu diesel tại Sri Lanka đã tăng 230% và giá xăng tăng 137% trong 6 tháng qua. Cả hai loại nhiên liệu này đều đang trong tình trạng khan hàng và người điều khiển các phương tiện phải xếp hàng đợi rất lâu để đổ nhiên liệu. Chính phủ Sri Lanka đang tìm kiếm khoản vay trị giá 500 triệu đô la Mỹ từ Ấn Độ để mua nhiên liệu, bên cạnh hai hạn mức tín dụng trị giá 700 triệu đô la mà Ấn Độ đã cung cấp cho nước này. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng cũng dẫn đến tình trạng khan hiếm thực phẩm và thuốc men trên diện rộng, và người dân phải chịu các đợt cắt điện kéo dài, cũng như tình trạng lạm phát cao. Giá trị đồng rúp của Nga ngày 24 tháng 5 đạt mức cao chưa từng có so với đồng đô la Mỹ kể từ tháng 3 năm 2018, bất chấp các lệnh cấm vận nhằm vào Nga do xung đột tại Ukraine. Tỷ giá giữa hai đồng tiền rúp và đô la Mỹ được ghi nhận tại sàn Moscow có lúc ở mốc 56,61 rúp đổi 1 đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này giảm xuống dưới mức 57 rúp 1 đô la Mỹ trong hơn 4 năm. Giá đồng rúp đã tăng 30% so với đô la Mỹ kể từ đầu năm nay và là đồng nội tệ tăng giá mạnh mẽ nhất trong năm 2022. Trước đó, hôm 23 tháng 5, giá trị đồng rúp cũng lên gần tới mốc cao nhất trong 7 năm so với đồng euro. Bất chấp các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga, giá trị đồng rúp vẫn đang trên đà tăng. Một phần nguyên nhân đến từ các biện pháp kiểm soát vốn mà Moscow áp đặt từ cuối tháng 2 để bảo vệ ngành tài chính nước này, bao gồm yêu cầu các công ty xuất khẩu của Nga phải đổi ngoại tệ ra đồng rúp. Lũ quét và lở đất ở bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 650.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong 10 ngày qua. Đây là thông tin do chính quyền Ấn Độ đưa ra vào ngày 24 tháng 5. Gió mùa lớn xảy ra hàng năm ở bang Assam tại Ấn Độ dẫn đến lũ lụt và lở đất, buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa, thường là bỏ lại đồ đạc của họ. Sông Brahmaputra, một trong những con sông lớn nhất thế giới chảy từ Tây Tạng sang Ấn Độ và cuối cùng chảy vào Bangladesh, đã vỡ bờ ở bang Assam, làm ngập hơn 1.800 ngôi làng ở 26 quận trong tháng năm này. Trong số 25 nạn nhân thiệt mạng được xác định, 20 người đã chết trong các vụ đuối nước riêng biệt và 5 người khác thiệt mạng trong các vụ lở đất trong 10 ngày qua. Báo cáo mới nhất của Viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi vừa công bố cho thấy, trong tuần qua, nước Mỹ đã ghi nhận hơn 107.000 ca mắc COVID-19 là trẻ em, tăng 72% so với cách đây 2 tuần. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp số trẻ em mắc COVID-19 tăng tại Mỹ. Như vậy là kể từ khi bùng phát đại dịch, đến nay, Mỹ đã có 13,3 triệu trẻ em dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý là trong số này có tới 316.000 trẻ được ghi nhận mắc trong 4 tuần vừa qua. Từ đầu năm tới nay, có gần 5,4 triệu trẻ ở Mỹ mắc COVID-19. Báo cáo trên cũng cho biết trẻ em chiếm 19% tổng số ca mắc tại Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.